đòi hỏi cũng rất là lâu. Dạ. Như là một cái mâm này là khoảng 5 hoặc 6 ngày nó mới ra được cái sản phẩm. Dạ. Đó. Thành thử ra là trước khi mà mình muốn làm là phải ướp. Dạ. Ướp gia vị cho nó thấm. Hiện tại là cô đang ướp á hả? Hiện tại là cô đang ướp gia vị cho nó thấm, là trong này gồm có là tỏi, ớt, đặc biệt là muối ớt. Dạ, muối ớt. Tại vì cái đậu phộng này muối ớt á là để mọi người dễ ăn. Hình như con thấy là con đứng đây thôi nhưng mà con cảm giác là như nó cũng cay đúng không cô? Cái này đó có rất là nhiều ớt. Dạ. Tại vì hàng này mẫu học bên Thái Lan về. Wow. Mình phải làm cho nó. Nghĩa là trước đây cô có đi Thái Lan hay là ai chỉ lại bên Thái Lan cho cô? Bạn cô dẫn đi. Dạ. Bạn cô dẫn đi rồi cô thấy có món ăn này nó lạ quá cô mới đi học. Dạ. Học rồi đem về Việt Nam mới chế biến. Dạ. Thì là cô thấy cái món đậu phộng này nó cũng hay, mặc dù chế biến nó hơi khó khăn. Dạ. Nó không có nhưng mà con được biết là chỉ là có người miền Trung thì họ mới ăn cay thôi, còn người miền Nam thì cũng ít người ăn cay. Nhưng mà như vậy thì cô có sợ là mất đi một cái lượng khán giả không? À, một cái lượng khách không? Cái đậu phộng này á, thậm chí cái em bé nó 4 tuổi nó lại nó cũng thích ăn nữa. 4 tuổi là thích ăn cái này rồi. Nó cũng thích ăn nữa, nó ngon nhất là cái vị nó cay cay như thế này. Đó. Còn mà cái đậu phộng này mà em làm mà không có ớt à, ăn nó rất là khó ăn, giống như em kho con cá mà không có nêm gia vị vậy đó. Dạ. Đó, nó khó vậy đó. Nhưng mà người Thái Lan thì họ hay ăn cay. Em biết một cái thau như vậy là phải ướp nửa ký lô ớt. Dạ, một thau như vậy nửa ký ớt. Dạ, ớt tươi á, ớt tươi mầm dầm ra. Nè em thấy không? Ớt tươi này cái màu này là màu ớt tự nhiên chứ không phải là bỏ màu nữa nha. Cái thau này là mình chưa bán đúng không? Mình đang ướp thôi đúng không? Đang ướp, chưa bán. Dạ. Khoảng 2 ngày nữa khô mới. Coi như là. Như vậy là sau khi ướp xong mình có đem đi sấy không, là mình để như vậy nó từ khô? Không. Em ướp xong là cho nó khô rồi em mới sấy. Dạ, ướp. Coi như là tổng cộng một cái thau này thành phẩm là khoảng 5 ngày. Dạ. Nếu mà trời mưa là 6 ngày. Dạ. Đó, nó là như vậy. Dạ. Cô bán ở đây là được bao nhiêu lâu rồi hả cô? Cô bán nay là được gần 1 năm rồi đó. Cô có ghi ở đây luôn hả? Ghi để làm kỷ niệm. Dạ, mùng 5 tháng 5 năm 2019 là cô bắt đầu khai trương. Thì bây giờ là tháng 12 rồi, là 7 tháng rồi quý vị. Dạ. 7 tháng rồi, đậu phộng, rim, tỏi, ớt. Cái sản phẩm này á, khi mà khách hàng người ta lại đây, người ta phải được dùng thử. Dạ. Rồi người ta thích hợp, người ta mua cơm dạ. thân bỏ vô hộp. Dạ. Hoặc là vô bịch nếu mà mua số lượng ít. Dạ. Tại vì á, là đậu phộng này chế biến nó không giống như mấy đậu phộng khác. Dạ, nó khác nhau là cô có thể cách nói rõ biến. Hơn cách chế biến. Thời gian đòi hỏi nó quá nhiều. Dạ. Dạ. Thử ra là nó không có giống với đậu phộng khác, mà cái quan trọng là đậu phộng của người ta không dám bỏ lên chảo sấy giống như đậu phộng này. Dạ. Đặc biệt cái đó. Dạ. Nếu mà đậu phộng người ta bỏ lên chảo sấy là không xài được, mà đậu phộng của cô bỏ lên chảo sấy được. Dạ. Và đồng thời cô bán cô bao đổi luôn. Dạ. Dạ. Bao đổi cái gì? Ở đây là cô đang sấy nè. Dạ. Ở dưới đây là hai cái bếp than nha, bếp than á. Thì sấy ra nó khô như vậy quý vị. Bếp điện á mình không có khả năng để mua bếp điện, thành ra mình phải sấy bằng than. Dạ. Như vậy là nó có nóng không cô? Không, nó nóng chứ. Bao nhiêu cô bán bao nhiêu một ký hết cô? Một lạng là 25 ngàn. Là một ký 250. Dạ. Không, mua ký thì nó rẻ hơn. Dạ. Đây là 100g là 25 nghìn quý vị, 500g là 95. Nếu mà mua nhiều càng nhiều thì càng rẻ. Ở địa chỉ là 50A đường Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình. Ồ. Nếu mà con sợ, nếu mà cái này 4 tuổi mà ăn được là không thể nghĩ là cũng giỏi á, tại vì nó cay, không, hơi cay cay. Dạ. Là em biết hả, một thau này là có nhiêu, có 3 kg đậu phộng mà con phải ướp nửa ký ớt. Dạ. 3 kg đậu phộng mà nửa ký ớt. Cái này là cái này là siêu cay luôn rồi cô. Siêu cay. Không, em nghe mùi nồng. Dạ. Cô là người miền Trung hả? Hay là người cô miền... không có người miền Trung nhưng mà tại vì cô đi qua Thái á, dạ. thấy cái món ăn này nó lạ lạ. Dạ. Là thứ nhất, thứ hai nữa Việt Nam mình á nó cũng có đậu phộng, dạ. nó cũng có than. Dạ. Thành ra mình chế biến được cái món này. Dạ. Chứ thật ra nhiều lúc nó làm nản lắm, tại vì nó khó làm, có bữa nó hư nữa. Dạ. Thành thử ra là hư rồi cái cô bỏ, cái cô quên, cái cô làm lại. Dạ. Cô giống như là một startup ấy quý vị. Qua Thái Lan học về làm quý vị ơi. Như vậy là cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ hả cô? Nếu hôm nào có ở nhà thì bán từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Dạ, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Dạ. Dạ. Vì theo nhiều khi công việc nó dạ yeah. Tại vì cái này làm rất là mất thời gian quý vị ạ, 5-7 ngày mới ra được một cái mẹ một thao này yeah.
mua em. Tại vì đậu phộng con đang sấy. Ngoài ra thì ở đây mình thấy cái này các anh chị nhân viên văn phòng á chắc là rất là thích đây, tại vì làm việc buồn buồn có cái để ăn quý vị. Cái này á ngày nào cũng dọn ra bán là có người mua là vui rồi, còn hay là làm cũng vui nữa. Dạ. Tại vì là sản phẩm của mình nó còn mới. Dạ còn mới. Và một thứ hai nữa là làm nhiều quá con làm cũng không được nữa, tại dạ. Vì cái này nó rất là khó làm. Dạ. Dạ. Người ta mua nhiều làm cũng được, ví dụ như ai mà đặt cái số lượng 5kg là phải đặt trước một tuần lễ. Dạ. Tại vì mình làm thủ công á, dạ. Khó lắm, mà làm bằng máy cũng khó lắm. Tại vì cái đậu này em không biết rang á là xào lên nó sẽ bị cháy. Nó sẽ bị đen, nó lộ cái đen đen. Dạ. Khi mà cô làm rồi cô bị hư bao nhiêu hâu như vậy rồi? Nè. Ví dụ như đây là dạ. Cái hộp này là bỏ đi là không có xài được. Dạ. Nó đen đen. Đó. Bữa hôm vừa rồi đổ hết mấy chục kilo. Dạ. Tại vì nó bị hư á. Cô đây là đây xong qua đây xong lên đây xong qua đó hả? Không. Bắt đầu cái này từ đây rồi mới đưa ra mâm. À từ ở đây. Đưa ra chảo. Dạ. Rồi chảo sấy khoảng 2 ngày nó khô mới đưa vô hũ. Dạ. Đây. À. Ra đây. Dạ. Ra đây cô đang sấy hai khay đấy. Ví dụ như mình có chảo nhiều mình sấy nhiều, nhưng mà tại vì diện tích ở đây nó hạn hẹp rồi, nữa là mình sấy được để được có hai chảo thôi. Dạ. Còn cái này là cái này là chưa ai chưa ăn chưa ngon. Chưa ngon. Chưa ngon là nó chưa giòn á. Dạ. Dạ. Chưa ngon là nó chưa giòn. Thấy nó vậy thôi chứ nhưng mà ở bên trong nó mềm. Mà làm cái này là muốn nhanh cũng không có được thôi. Dạ. Tại vì quan trọng ở bên trong hạt đậu nó phải khô nó mới giòn. Dạ. Còn nếu mà em làm nhanh thì hạt đậu nó khét nhưng mà ở trong nó vẫn mềm. Dạ. Thành ra mình không cần làm cái lửa cho nó gọi là lửa nhanh. Dạ. Cái này bán được đó là nhờ để lên hai cái chảo này. Dạ. Tại vì là em biết gì không, nó lạ hơn mấy chỗ khác. Mấy chỗ khác người ta bán là người ta bỏ vô hũ, còn mình ở đây mình không có bỏ vô hũ, bỏ một chảo khi nào khác. Nhưng mà để ngoài vậy có sợ nó bùi quá không? Con nghĩ là có bùi quá không? Đang thấy em đậy lại thì không bao giờ nó khô được hết. Nó khó khô hơn phải không? Dạ. Dạ. Cái mồ hôi nó không, ý là mình che chắn xung quanh thôi, còn xung mình vẫn để ở trên. Tại vì em biết không, mình em che chắn bằng tủ kiếm là tủ kiếm nó sẽ bị bể. Dạ. Là một cái hai nữa bán đại đường. Dạ. Dạ. Cái này là nguy hiểm. Em hiểu không? Dạ. Nói chung là mình làm khay như vậy thì khoảng bao nhiêu ký vậy con? Cô đang sấy cái khay này khoảng bao nhiêu? Cái này cỡ chừng là 2 kg à. 2 kg hả? À, nhiều hả? Dạ. Nhìn nhiều nhưng mà thực ra nó nhẹ. Nó nhẹ lắm. Tại vì em sấy khô. Nó nhẹ lắm. Nói 2 kg chứ không tới đâu. Dạ. Chừng khoảng 1 kg rưỡi à. Đây này, cái này mới 2 kg nè. Dạ. Quý vị nhìn thấy cái hạt ớt nó rất là nhiều. Cảm nhận đứng đây đó. Nói chung là cái này cũng không có gì khó khăn, chỉ có ướp tỏi, ớt, dạ. Muối. Dạ. Đặc biệt là làm với muối. Dạ. Muối ớt. Đó mỗi lần cô làm một củ vậy đó là cô bán hết, cô làm một nửa. Dạ. Nhưng ngoài ra thì cô còn bán mực rim nữa hả? Mực. Dạ. Cốc. Đây cô ấy cũng đẹp con. À đang làm mực. Đây là cốc sấy nè. À cốc sấy. Dạ, cốc sấy.
Cốc tí khô. Cốc này thì mình bán giá sao quá? 25 ngàn lạng luôn. Cũng 25 luôn. Dạ, bằng. Cho đồng giá cho dễ nhớ. Xoài sấy khô. Xoài. Nhưng mà đặc biệt chua chua ngọt ngọt chứ không có giống như mứt mà nó ngọt. Dạ. Dạ. Rồi dưới đây là me. Ủa cô làm nhiều món quá hả? Tại vì bán hàng Tết đó em. À, mình làm để chuẩn bị bán Tết. Me cũng sấy khô luôn. Đây. Hôm qua cô mới làm một thau me. Sao mà ở dưới mình để nước vậy cô? À, sợ kiến á em. À kiến. Kiến giang hồ nó chung lên lắm, nó đuổi cực lắm. Dạ. Tại vì cô làm cô để đang cho kiến nó đừng lên mà. Dạ dạ. Đây nè, cái thau me này cô mới vừa mẻ xong nè. 10 cái lô me nè. 500 ngàn 10 cái lô me đó, chờ sấy cho nó khô á. Dạ. Coi như mình ấy cho nên nó khô rồi cái mình. Cái này nước nhiều quá thấy chắc lâu khô quá không? Không phải đâu, cái đó đường nó tươm ra đó em. À đường hả? Nó không có nước, nó không có nước. Thì nó chừng nào nó khô tại đó mình có rồi cái. Dạ. 10 kg me em lột ra. Rồi me thì bán sao không? Hay là cũng hay. Cũng vậy luôn cho đồng giá hết hả? Cho dễ nhớ. Vậy nó mình bán bù qua bù lại mà. Dạ. Chứ bây giờ mình bán nhiều giá quá không có nhớ. Dạ. Nói chung là cho mình thêm cái này gì? Cái này là trà bông heo. À trà bông. Trà bông heo. Tại vì là làm bỏ có này có kia để cho nó có hàng nữa bán. Dạ. Yeah. Trà bông thì có khu bò. Tính ra cô làm một mình thôi hả? Coi như bữa cô làm một món để có hàng bán đó, chứ làm bài nhiều một lúc á làm không có kịp chứ lại nhiều khi mưa đó mình không có canh được. Tính ra cô đa tài quá ha. Trời làm được nhiều món ha. Muốn biết nghề phải học. Dạ. Rồi trước đây trước khi mà bán cô làm nghề gì? Nói chung là nhiều nghề lắm, bán cửa hàng lớn, bây giờ già rồi làm cửa hàng nhỏ. Dạ. Dạ. Cô cũng có kinh nghiệm buôn bán rồi. Bây giờ mình lớn tuổi là 6 mấy rồi thử ra. Trà bông heo nhưng mà có ớt. Tỏi. À? Tỏi ớt. Tỏi ớt nữa. Cái nào cũng bỏ tỏi ớt á, ở đây đặc biệt là tỏi ớt. Cay đã quá. Ở đây cô làm là cái gì cũng bỏ tỏi vô ớt rồi. Rồi bây giờ chắc cô lấy cho con 100 gram đậu ha cô. Rồi. Dạ dạ. Dạ. Ở đây cô có khô bò nữa. Dạ khô bò nữa. Chắc nè. Khô bò nguyên chất. Em thử một miếng khô bò coi. Tại vì là cái mùi bò là em thấy không rất là nồng mà cô rất là thích cái mùi thịt bò. Đây. Cô lấy cho em bò, thử nè. Bò. Tại vì năm nay á thịt heo thịt bò bằng giá. Nhưng mà em thấy không? Cái mùi nè em thử một miếng coi. Đây nè. Dở lên là đúng mùi bò luôn. Cô để mình thử một miếng bò đi. Làm thịt heo mà giả bò thì nó cũng là thịt heo. Dạ. Khô bò. Mềm ngon. Cắn cái đứt liền quý vị. Thấy rõ ở đây. Và cắn cái nó đứt liền quý vị ạ. Cay cay ngon. Bò là bò nguyên chất luôn nha. Dạ. Còn nếu mà em bò này bao nhiêu một ký con? Cô bán 120 ngàn một khoảng. 120 nghìn. Dạ. Bò thì đương nhiên mắc rồi quý vị. Ủa mà bữa nay thịt heo cũng bán 120 ngàn là. Dạ. Nhưng mà ăn thịt bò thì nó có cái mùi nó đậm đà nó ngon hơn thịt heo. Dạ. Cô lấy cho con 100 gram đầu nhá. Em ăn về phải không? Dạ mang về ạ. Dạ dạ. Thì nếu mà quý vị có muốn thử thì có đến địa chỉ là 50A đường Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình nha quý vị. Ở đây thì ngoài đầu ra thì cô bán rất là nhiều thứ. Me, xoài, cóc, mực, thịt bò khô. Đó, rất là nhiều loại. Đa số là cô bán 100g thì khoảng 25.000. Còn bò thì 120.000 một lạng. Rồi, cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phu Tha nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Phu Tha.